Chào tất cả anh em. Hôm nay cửa hàng Đức Châu, nông cơ Đức Châu, Đắk Song, Đắk Nông xin giới thiệu cho anh em hai máy cắt cỏ Nhật bãi nguyên zin. Bên trái là máy ECHO 265 nòng 34 ly, có xài trục giật trợ lực, có xài trục giật trợ lực nha anh em. Bộ chế bình xăng dưới, ra bơm. Bên tay phải, bên phải là máy Shinewa Made in Japan, nòng 32 mm, cũng dài bộ chế ra bơm, không trợ lực. Máy này được dọn đẹp đấy anh em nhé. Tất cả mọi thứ còn nguyên zin, trục giật trợ lực giật rất là nhẹ nhàng. Giá của máy này là 1.600.000 nha anh em. Đã dọn nổ kèm theo dao, kèm theo lưỡi cắt, dây đeo và một chuỗi mở buji nhé, mở lưỡi mở buji. Còn máy này có giá là 1.100.000, cũng kèm theo một lưỡi dây đeo và mở lưỡi mở buji nha anh em. Tất cả còn nguyên zin hết. Hơi rất cứng, hơi rất là cứng luôn. Anh em nào ở xa chỉ cần để lại số điện thoại, mình sẽ liên hệ. Còn nếu anh em muốn liên hệ thì liên hệ theo số điện thoại, 0967 702 477. Mình tên Đức nhé. Mình ở Đắk Song, Đắk Nông. Cảm ơn anh em rất là nhiều.